Và như mọi người thấy là ngày nào mình cũng ở phòng tập mứt mải mồ hôi từ sáng đến tối. Mình không những cũng dậy lớp mà mình còn tập lớp của các bạn khác rồi, mình kiểm tra lớp của các bạn khác rồi, vân vân và vân vân. Mình hoạt động 24/7 nên là mọi người sẽ thấy là mình toát rất nhiều mồ hôi trong một ngày. Đây là mình còn kiểu khô ráo rồi, nhưng hôm nay là mình chỉ tập một lớp này rất là nhẹ nhàng, chứ còn thông thường thì kiểu mứt mải luôn. Thì làm thế nào để có thể giữ được tóc của mình sạch sẽ, bồng bềnh, gọn gàng trong khi ngày nào cũng phải đầu to đầu bếp? Mình sẽ chỉ cho mọi người xem ngay bây giờ nhé. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng dầu dưỡng tóc trước. Dầu dưỡng tóc trước thì nó sẽ làm cho tóc của mình mềm, không bị khô mặc dù mình gội đầu hàng ngày. Sau đó thì mình sẽ dùng sang dầu gội, và cuối cùng thì mới là dùng dầu xả. Cái loại mà mình đang dùng hiện tại đó là Paco. Paco là một dòng dầu gội có tận 3 loại sản phẩm khác nhau. Đó là dầu gội dành cho da dầu, dầu gội dành cho tóc hư tổn, và cuối cùng là dầu gội làm sạch sâu. Và loại mình đang thích nhất đấy chính là dầu gội dành cho da dầu. Cái này thì nó làm cho mình không bị bết dính, và đặc biệt là nó làm cho tóc của mình bông và bồng bềnh hơn. Và nó là cái điều mà mình thích nhất luôn ở dầu gội Paco. Và có một điểm đặc biệt nữa là cái mùi hương. Dầu gội này nó ghi ở đây là dòng Natural and Perfume, có nghĩa là thiên nhiên và cực kỳ thơm. Và nó đúng như những cái gì mà nó viết ở trên này luôn. Cái mùi của nó các bạn sẽ không thể ngửi thấy được ở bất cứ mọi dòng dầu gội nào khác luôn. Chưa bao giờ mình ngửi thấy những cái mùi kiểu như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ làm ướt tóc trước này, sau đó thì mình sẽ cho dưỡng tóc ra vào bàn tay. Nó rất là loãng mọi người ạ, mọi người nhìn này. Và nó sẽ thẩm thấu vào tóc của mình. Mình sẽ bôi đều từ gốc đến tận chân tóc luôn. Cái này nó sẽ tạo ra một cái lớp màng làm cho tóc của mình nó trơn. Như kiểu mọi người thấy là khi mà lúc đầu mà mình đầu mình bẩn ấy, thì tóc của mình nó rất là zip đúng không? Cái này nó sẽ làm cho tóc của mình trơn, rất đỡ mọi người gội đầu ấy, nó cũng không có cái cảm giác bị nhờn xít. Cái kiểu dưỡng tóc trước khi gội đầu này rất là hay, và đây là hãng đầu tiên mình thấy ở Việt Nam mà có cái kiểu như thế này đấy. Ở trong cái chai dầu dưỡng này có một thứ rất đặc biệt mà Hana chưa từng thấy ở những cái loại dầu dưỡng tóc khác. Đấy là nó có cái thành phần tạo lớp màng bảo vệ cho tóc. Cái tên của cái thành phần đấy thì các bạn đọc ở phía dưới này, mình thì không biết phải đọc như nào. Nhưng mà đây là mình đã nghiên cứu từ phía nhà sản xuất rồi. Nó có cái tác dụng chuyên phục hồi cho tóc của mình. Nó sẽ giúp hình thành một cái lớp màng bảo vệ ở tóc của mình, và hạn chế tình trạng da đầu bị tổn thương, ngăn chặn tình trạng tóc bị gãy rụng trong quá trình gội. Dầu gội mà mình thường dùng ấy thì chính là cái dầu gội mà dành cho tóc dầu, cái loại màu xanh này này. Nó có cái phân tử ginseng PCA, nó sẽ có tác dụng kiềm dầu rất hiệu quả. Với cả nó sẽ giúp cân bằng lượng dầu ở trên da đầu ấy, thì nó sẽ rất là thích hợp cho những người thích vận động giống như là mình. Bởi vì là mình thì rất là sợ đầu bếp. Khi mà gội đầu thì mình sẽ không dùng móng tay để gãi mà dùng cái phần thịt của ngón tay để massage. Ban đầu thì sẽ thấy hơi mỏi tay một tí, nhưng mà sau thì nó sẽ giúp cho da đầu của mình khỏe mạnh hơn. Và chính cái việc da đầu khỏe mạnh hơn nó mới giúp mình tránh rụng tóc và tránh gầu. Chứ không phải nhiều bạn thấy là kiểu mình có gầu nên là cứ cố để gãi cho thật nhiều nó hết gầu ấy, mà chính cái việc đấy lại ảnh hưởng đến da đầu và làm cho mình ngày càng bị gầu nhiều hơn ấy. Hương thơm của cái bộ Paco màu xanh này thì nó kiểu hơi thiên nhiên một tí ấy, rất là dễ chịu, thoải mái. Bởi vì thành phần của nó thì đến từ thiên nhiên mà. Bọt của nó rất là mịn mọi người nhá. Sau đó thì mình sẽ dùng dầu xả, và dùng chủ yếu ở phần đuôi tóc thôi mọi người nhá. Tại vì là chúng ta không nên sử dụng ở chân tóc đâu, vì nếu bọn mình mà bôi dầu xả lên phần chân tóc thì các bạn rất là dễ bị đầu bết luôn. Đây là một cái mẹo rất là hay đấy. Hơn nữa thì phần đuôi tóc của mình nó rất là khô do là mình tẩy tóc mà vẫn cắt chưa hết cái phần đó. Sau khi massage khoảng 1 đến 3 phút thì mình sẽ cuốn khăn lại và ủ. Trong lúc đó thì mình có thể tranh thủ wax lông hoặc là tắm hoặc làm gì đó nha. Và cuối cùng là mình chỉ việc xả hết dầu xả đi mà thôi. Nếu như mà các bạn ủ dầu xả giống như Hana thì các bạn sẽ thấy dầu xả nó ngấm vào tóc và nó sẽ phát huy công dụng tối đa luôn.
Xong xuôi rồi thì mình luồn tay vào tóc sẽ thấy tóc mình suôn mượt chuẩn salon luôn mà không mất một đồng tiền nào cả. Sau đó thì mình sẽ lau đầu bằng khăn, và một cái lưu ý rất quan trọng đấy là mình không được chà sát tóc bằng khăn mà mình chỉ nên bóp nhẹ tóc trong khăn thôi và để cho nước nó thấm vào khăn. Rồi mình sẽ sấy ngược tóc từ dưới lên để cho tóc có độ bồng bềnh mọi người nha. Đấy mọi người nhìn này, bây giờ thì tóc mình rất là dày và bồng bềnh rồi. Mặc dù là mình gội đầu hàng ngày và ngày nào tóc mồ hôi đến nỗi mà bết dính hết cả đầu tóc, thế nhưng mà tóc mình vẫn rất là dày. Mặc dù mẹ mình đẻ ra thì sợi tóc của mình là dày, nhưng mà mật độ tóc của mình thì không có nhiều. Và mình đã từng bị hói rồi do rụng tóc sau sinh và cũng là do nối tóc nhiều. Mọi người nhìn bằng chứng đây nhá, rất là kinh khủng đúng không? Hói hẳn một cái phần bên này mình thấy mình rất là kinh luôn. Mà để có được một bộ tóc như bây giờ thì mình cảm thấy rất là ưng ý rồi. Mình chỉ áp dụng quy trình chăm sóc tóc tại nhà mà mình vừa làm cho mọi người xem thôi, chứ mình không có ra salon. Tại vì ra salon thì rất là tốn kém, mà mình gội đầu hàng ngày, mỗi lần 120.000 chắc là mình sập tiệm đi làm chỉ để kiếm tiền gội đầu mất. Nên là bây giờ mình đã sẵn sàng để đi chơi rồi.